Anh em, chào mình, em đã đến với em Tùng Audio Hải Dương. Hôm trước vừa mới thông báo về hàng cho anh em với những cặp chân loại, và ngày hôm nay thì ở bên em lên sóng trực tiếp để cùng anh em khách hàng kiểm tra hình thức giao diện và chất lượng của những cặp chân loa bên Tùng Audio bắt đầu về thêm hàng. Và hôm nay thì bên em để trưng bày đến đây hai cặp chân loa, đó là cặp chân loa cong và cặp chân loa thẳng với rất nhiều chiều cao. Thì có duy nhất cặp chân cong bên em thì có duy nhất một kích thước thôi, đó là 80 cm. Còn những cặp chân thẳng thì bên em đang có ba kích thước anh em nhé: 43 cm, 63 cm và 83. Ở trên này thì anh em đang được nhìn thấy đây là chiều cao trung bình, đó là 63 cm. Với cặp chân loa này thì em thấy là anh em sử dụng tương đối nhiều. Với chữ cặp loa bắt 30-40 chúng ta để gia đình rất là đẹp, loa đứng loa nằm để được hết các anh nhá. Đấy, và đây thì chiếc giao diện thì các bác nhìn thấy lô hàng mới bên em này, cái lớp gỗ này, lớp gỗ màu rất đẹp, màu tươi các bác nhá. Đấy, mặt trước sẽ là màu đen cho anh em để trong phòng hát gia đình thì nó sẽ mang lại cho anh em cái vẻ đẹp về mặt thẩm mỹ rất là chuyên nghiệp khi chúng ta để những cặp loa như thế này. Và chúng ta để trên đây thì nó vừa an toàn và đảm bảo cho việc là chúng ta sử dụng lâu dài bền bỉ với những cặp loa của bác. Và ngày hôm nay thì cũng xin thông báo giá thành trực tiếp với những cặp chân loa hôm nay bên em Tùng bắt đầu về thêm hàng đấy bác. Ở trên này thì bác đang được nhìn thấy hai cặp chân loa với hai thiết kế hình dáng cặp chân cong. Đây, cặp chân cong cho những anh em mà muốn có cái vẻ đẹp mỹ miều hơn, đẹp hơn thì chúng ta sử dụng cho em cặp chân cong này. Cặp chân cong thì giá của em này đang là 700.000 đồng bao ship các bác nhá. Chiều cao là 80 cm chân cong. Đấy, bác nhìn thấy nó rất là sang trọng, đẹp mắt. Đấy, cho những em nào thích cái sự nói chung là sự xáo hoa rồi chúng ta đẹp về mặt thiết kế thẩm mỹ, chúng ta sử dụng cho em cặp chân cong này. Và cặp này rất là bền các bác nhá, để loa thoải mái với độ lặng tướng của tầm 50 kg. Anh em có thể để trên cặp chân loa gỗ này. Đấy, chiều cao là 80 cm, 700.000 đồng bao ship với cặp chân cong. Còn cặp chân thẳng thì chúng ta sẽ có ba kích thước. Chiều cao thấp nhất sẽ là 43 cm, là 400.000 đồng bao ship cho anh em. Tiếp theo nữa là cặp chân 63 em đang để trên này đây. Đấy, với tông màu đấy các bác nhìn thấy, màu gỗ đỏ rất đẹp. Đấy, và màu này thì bên em sẽ để cho anh em là 500.000 đồng bao ship. Và cặp chân cao cuối cùng sẽ là 83 cm, là 550.000 đồng các bác nhá. Đấy, có ba kích thước cho anh em lựa chọn. Và để loa thì chúng ta hoàn toàn để loa đứng, loa nằm full thoải mái cho anh em. Đấy, có tất cả linh phụ kiện bên trong rồi, khi nhà hàng về chúng ta sẽ tự mình lắp ráp rất là đơn giản. Chúng ta sẽ có ốc này, sẽ có núm cao su để chúng ta giữ loa tránh hiện tượng là trơn trượt, để chúng ta để bên trên cho em. Và để trong diện tích gia đình nó rất là tiết kiệm cái phần chúng ta để loa, nó vừa mang lại cho anh em vẻ đẹp và vừa đảm bảo an toàn cho những cặp loa các anh em sử dụng rất là đơn giản. Và nhắc lại một lần nữa về mặt giá thành, hôm nay bên em về một số lượng hàng rất là lớn và cũng đang để trực tiếp cái thiết kế hai mẫu chân loa để cho anh em tham khảo. Đấy, cặp chân loa cong một kích thước duy nhất là 80 cm, chúng ta để loa nằm này, loa đứng này, loa BMB, rồi những cặp loa full bát 30-40 rất đẹp mắt, 700.000 đồng bao ship cho anh em. Đấy. Và tiếp theo nữa là những cặp chân gỗ đứng, tức là những cặp chân thẳng như thế này các bác đang nhìn thấy, với ba kích thước 43 cm là 400.000 đồng, 63 cm là 500.000 đồng, cuối cùng là 83 cm là 550.000 đồng bao ship toàn quốc cho anh em tất cả. Đấy, anh em cần mua bộ sản phẩm những cặp chân loa bên em Tùng Audio, các bác liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979629336 để đặt hàng với những cặp chân loa đứng, loa lặng đẹp mắt, để cho việc chúng ta để những cặp loa cố định làm sao cho nó chuyên nghiệp và hiệu quả hơn với những cặp chân loa rất là đẹp mắt bên em Tùng Audio Hải Dương. Và video của em xin dừng lại đây, chúc các anh em nhận hàng ưng ý với những cặp chân loa gỗ bên em Tùng Audio. Xin chào anh em.